Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với ông Ishiguro Norihiko, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Năm 2023 là năm quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Do đó, hai bên cần tăng cường hợp tác hơn nữa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tận dụng tốt các ưu đãi từ Hiệp định Thương mại Tự do. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao các hoạt động của JETRO tại Việt Nam thời gian qua. Các hoạt động này đóng vai trò ngày càng quan trọng và là đầu mối xúc tiến thương mại, đầu tư hiệu quả và thực chất. Tại cuộc họp, Chủ tịch JETRO bày tỏ mong muốn của các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư sâu rộng hơn nữa vào Việt Nam. Các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đang kỳ vọng trên cả hai lĩnh vực là tăng doanh số bán hàng trên thị trường nội địa và tăng doanh số bán hàng thông qua mở rộng xuất khẩu, đồng thời cũng đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, Chính phủ, các bộ, ban ngành và địa phương Việt Nam đều rất quan tâm đến việc tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng có môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.